bác nghe 7.900 thì chất âm nó quá đỉnh, quá đỉnh luôn. Thậm chí nhiều con âm ly bán hơn chục triệu không bao giờ có chất âm bay bổng như con 7.900 này. Thật sự nó là như vậy anh em nhé. Fuller 7.900 không bao giờ là kém xuất sắc về chất âm. Bán thì rất rẻ cho anh em thôi, chỉ 4 triệu đồng giá tại cửa hàng, anh em lưu ý nhá. Chạy 4 sò than 2 vít để thổi những đôi loa bass 25-30, loa nghe nhạc thì quá đơn giản với con này để nghe nhạc. Tiếng quá sắc nét.